Nhân kỷ niệm 32 năm ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10 năm 1991, 1 tháng 10 năm 2022, vào sáng ngày 10 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi Phường Thuận An, quận Thốt Nốt đã tổ chức trao quà cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Tại buổi trao tặng quà, thay mặt lãnh đạo hội người cao tuổi phường ôn lại ý nghĩa truyền thống của người cao tuổi Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc mừng đến các cụ, chúc các cụ sống lâu sống khỏe, sống có ích, tiếp tục giáo dục con cái, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Dịp này, hội người cao tuổi phường Thuận An, quận Thốt Nốt đã trao tặng 171 phần quà gồm tiền mặt và vật phẩm cho các cụ với tổng số tiền gần 100 triệu đồng từ nguồn nhà nước hỗ trợ.